Tổ thuốc gia đình xin kính chào toàn thể quý chị. Hôm nay tổ thuốc gia đình xin tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là sản phẩm Cefarosin 500mg. Đây là kháng sinh được sử dụng trong điều trị nhiễm khuẩn. Cefarosin 500mg là kháng sinh được sử dụng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn còn nhạy cảm với cefarosin. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên cefarosin 500 chứa cefarosin 500mg, tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc: cefarosin được chỉ định điều trị một số bệnh như sau. Cefarosin là kháng sinh được dùng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn còn nhạy cảm với cefarosin. Cefarosin được sử dụng trong trường hợp nhiễm khuẩn thể nhẹ và trung bình, vi khuẩn nhạy cảm với thuốc như nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, nhiễm khuẩn tai mũi họng, đặc biệt là viêm tai giữa, viêm xoang, viêm amidan, nhiễm trùng đường hô hấp dưới như viêm phế quản, cơn kịch phát của viêm phế quản mãn, bệnh phổi cấp tính do vi khuẩn, vân vân. Nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm trùng đường tiết niệu không biến chứng như viêm bàng quang, niệu đạo, viêm thận, bể thận, vân vân. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến y bác sĩ. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: một số tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc như sau. Thường gặp tiêu hóa, buồn nôn, đau bụng, nôn, ỉa chảy. Ít gặp tăng bạch cầu ưa eosin, ban da dạng sần, ngoại ban, nổi mề đay, ngứa, tăng transamin, có hồi phục, đau tinh hoàn, viêm âm đạo, bệnh nấm candida, ngứa bộ phận sinh dục, vân vân. Hiếm gặp phản ứng phản vệ, bệnh huyết thanh, sốt, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, thiếu máu tán huyết, viêm đại tràng giả mạc, rối loạn tiêu hóa, ban đỏ tra hình, hội chứng Tavenjensen, hoại tử biểu bì nhiễm độc, vân vân. Vàng da ứ mật, viêm gan, nhiễm độc thận, có tăng tạm thời ure và creatinin máu, viêm thận kẽ, có hồi phục, co giật khi dùng liều cao và khi suy giảm chức năng thận, đau đầu, tình trạng kích động, đau khớp, chân dân. Chống chỉ định và những thận trọng khi sử dụng thuốc. Chống chỉ định và những thận trọng khi sử dụng thuốc này: những đối tượng sau đây không được sử dụng hoặc cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Không được dùng thuốc này cho người có tiền sử quá mẫn với cefarosin hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc. Chống chỉ định ở những bệnh nhân có tiền sử dị ứng với kháng sinh cefalosporin và kháng sinh penicillin. Cần thận trọng khi sử dụng thuốc này cho người bệnh suy gan, suy thận, thiếu máu mãn tính. Phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú chỉ sử dụng thuốc khi thật sự rất cần thiết hoặc hỏi thêm ý kiến y bác sĩ. Người lái xe và người vận hành máy móc không nên sử dụng thuốc này khi đang lái xe hoặc khi vận hành máy móc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng của thuốc: dùng đường uống, uống nguyên viên thuốc với một lượng nước thích hợp, không dùng sữa, trà, cà phê, các thức uống có ga, có cồn hoặc calcium để uống thuốc. Liều dùng của thuốc:
liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ dẫn của bác sĩ điều trị. Thời gian điều trị tối thiểu là 5 ngày. Liều dùng thông thường như sau: người lớn và trẻ em lớn hơn 40kg dùng 500mg đến 1g nhân cho 2 lần trên ngày tùy theo mức độ nhiễm khuẩn. Trẻ em nhỏ hơn 40kg dùng 25 đến 50mg trên ký trên ngày chia làm 2 lần tùy theo mức độ nhiễm khuẩn. Người bị suy thận liều khởi đầu từ 500 đến 1000mg, những liều tiếp theo điều chỉnh theo độ thanh thải của thận. 0 đến 10ml trên phút dùng 500 đến 1000mg trên 36 giờ. 11 đến 25ml trên phút dùng 500 đến 1000mg trên 24 giờ. 26 đến 50ml trên phút dùng 500 đến 1000mg trên 12 giờ. Lưu ý cần thiết. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn.